Ba đây. Con đói. Con đói ha. Cẩn thận á. Con mà té á, mẹ la ba đó, biết không? Ừ, ngồi sát vô nè. Ba làm đồ ăn sáng cho con nha. Rồi, ok. Mẹ ơi, nhanh lên, con đói lắm rồi. Rồi rồi rồi, xong rồi đây. Đây. Đây, ba làm cho con nè. Coi chừng khổng quá nha. Nè. Cầm. Đó. Rồi. Con ăn đi nha. Mà con soạn bài xong hết chưa? Rồi, vậy là hồi ba kiểm tra lại coi con soạn đủ vở không nha. Rồi sau đó ăn xong rồi ba chở con đi học. Em, anh có làm đồ ăn sáng cho em á. Em ăn xong rồi đi làm nha. Anh nghĩ là đồ ăn sáng của anh sẽ không ngon bằng em đâu, nhưng mà anh đã cố gắng hết sức để nấu thật là ngon cho em ăn rồi. Chờ anh chút nha. Mình cũng bận mà. Thôi để em nấu được rồi. Đâu có sao đâu. Nè, em ăn đi. Thật ra thì anh biết là em nấu ăn ngon hơn anh mà. Nhưng mà tại vì biết sao không? Sắp tới công ty của anh cũng ổn định rồi. Cho nên là anh thấy anh giúp được em cái gì thì anh sẽ giúp. Tại vì anh không muốn vợ của anh phải một mình cực khổ. Em hiểu không? Anh với con là gia đình của em. Mà em vì gia đình của em có cực khổ bao nhiêu em cũng chịu được hết á. Không có sao đâu. Thật ra thì anh có thể chăm sóc cho con và em là anh rất là vui rồi. Thôi em ăn đi, để con đi làm nữa. Em biết rồi. Đúng rồi. Nguyệt, trưa nay á em ăn xong cơm trưa rồi em nhớ uống thuốc này nha. Tại vì bác sĩ nói là phải uống đúng liều, cũng như là phải uống điều độ thì tinh thần của em sẽ sảng khoái hơn, cũng như là da dẻ của em sẽ đẹp hơn. Sắc thuốc nam cũng chết, mình sắc cho em làm gì? Em khỏe mà, thôi đừng sắc nữa. Thôi mà, cứ nghe lời anh đi. Em phải uống điều độ, cũng như là anh sắc than nào thì phải uống hết than đó, hiểu không? Vậy nha. Em biết rồi. Ừ. Ba nấu cơm cho mẹ, nấu cơm cho con, ba thương mẹ con. Thì tất nhiên rồi, mẹ của con á là vợ của ba mà. Thì ba phải thương vợ của mình chứ. Hôm nay á còn cành ảnh với mẹ nữa ha. Tại vì biết sao không, con học trong trường á bán chú rồi, thì trong trường có nấu cho con ăn rồi. Nếu mà con thích á thì tối về con thích món nào ba sẽ nấu món đó cho con, hiểu không? Ok, móc béo hứa nha. Rồi con ăn đi. Ôi, hèn hạ. Ê, đừng có ỷ là thân với nhau quá. Rồi muốn chửi tôi sao chửi nha. Tôi không có nhịn đâu á. Trời, không nhịn làm gì tôi hả? À, Vĩnh thì nó chửi hơi quá nhưng mà tôi ủng hộ nó. Trời ơi, ông làm vậy là quá bậy quá dở luôn á Quân. Tại vì biết sao không, hai ông bị vợ leo lên đầu, quen rồi. Nè, về nói vợ của hai ông á, đừng có lôi kéo vợ của tôi. Lôi kéo quá giờ sinh ra chuyện á. Cho nên tôi mới dùng biện pháp này để đối phó. Bớt lương lẹo, bớt kiếm lý do đi. Nè, vợ ông á bị trầm cảm không biết đã hết bệnh chưa, còn bây giờ á bắt cô sinh con nữa, rồi bây giờ nó thêm một cái trầm cảm sau khi sinh thì sao? Thôi đừng có làm quá được không? Người xưa á người ta đẻ 7-8 đứa đâu có sao đâu, còn bây giờ á đẻ thêm con đứa nữa. Ngày xưa là trời sinh voi sinh cỏ, còn bây giờ là ông đẻ 1-2 đứa là ông phải có trách nhiệm với nó, cho tiền ăn tiền uống tiền đi học tất cả mọi thứ. Ông về ông nói với Nguyệt lại đi. Chứ kiểu mà len lén mà cho uống thuốc đậu thai vậy thôi banh chành hết. Rồi đã vậy còn nói với vợ mình đó là thuốc bổ nữa. Trời ơi, dối trá. Nếu mà cổ có con á thì tôi đâu có làm chuyện này đâu. Bây giờ cổ nên có một đứa con để bận bớt đi. Với lại hai ông á về nhà nói vợ của hai ông đừng có xúi vợ tôi, rồi cãi lộn với tôi, rồi chống đối tôi. Vanessa Kajra, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn.
Cũng may á là chồng của tôi nè, ổng nhiều chuyện, ổng nói cho tôi biết hết. Chứ để hả, lỡ mà bà mang thai đi, rồi tới chừng á hả mà sinh con ra nó bị cái gì nguy hiểm á, thì lúc đó có phải là tội nghiệp cho bé Hoài không? Ôi là tức à. Tôi nghĩ bây giờ á, bà nên nói sự thật cho ổng biết. Tại vì bác sĩ nói rồi, nó là tử cung của bà có một cái khối u. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại á, là phải theo dõi thật là kỹ. Đừng có để mà có thai. Làm như vậy rất là nguy hiểm. Bây giờ nói hết cho ổng biết, rồi chửi ổng một trận. Nguyệt, sao vậy? Có chuyện gì mà gọi anh về gấp vậy? Mình nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Thuốc anh sắc cho em có phải là thuốc an thần dưỡng nhan không? Đúng rồi, đây là thuốc an thần dưỡng nhan mà. Mà sao vậy? Bởi em nghi ngờ anh bỏ trong đây thuốc độc cho em uống đúng không? Tại sao tới bây giờ anh vẫn nói dối em? Đây không phải là thuốc an thần dưỡng nhan, mà đây là thuốc bổ để em dễ đậu thai đúng không? Ừ thì sao? Bây giờ anh muốn có thêm một đứa con nữa, bộ điều đó là sai hả? Nhà nước đang khuyến khích đẻ thêm đứa con thứ hai mà. Anh không phải muốn em đẻ con vì anh muốn có con, mà là anh muốn em có con rồi em vùi đầu vô chăm con rồi em ở nhà. Chỉ anh nói cái gì là em nghe lời anh thôi. Có đúng như vậy không? Đúng đó thì sao? Em nhìn lại em đi, từ ngày em chơi với là Liễu nè, với Hương nè, anh thấy em thay đổi rất là nhiều. Em đi chơi cả tuần, bỏ cha con anh ở nhà. Bây giờ cái đó đúng hay là sai? Em nhìn cho bản thân em đi. Anh chỉ muốn em giống như hồi xưa đúng không? Lúc anh mới cưới em về, em chỉ đi làm, về nhà, anh nói cái gì em nghe cái đó. Em giống như là cô vợ phong kiến ngày xưa vậy đó. Cả cuộc đời chỉ quay quanh người chồng thôi. Có đúng như vậy không? Thì đúng rồi, tôi cưới cô vì điều đó mà. Bây giờ em thay đổi rất nhiều, em không xem tôi ra gì hết. Ok, nếu mà em biết rồi á thì cố gắng sinh thêm một đứa nữa đi, rồi ở nhà chăm con. Cô đi đâu? Không có chuyện đó đâu. Em không sinh con để trở thành bà nội trợ đâu. Cô đi đâu? Hả? Bây giờ cô muốn đi qua thăm hai cô bạn của cô để than thở chứ gì? Anh đang mất bình tĩnh. Khi nào tỉnh táo lại rồi hai đứa mình nói chuyện tiếp. Tôi rất bình tĩnh. Cô ngồi xuống đi. Cô yên ở đây, cô dám bước ra khỏi nhà thì coi chừng tôi á. Ở yên ở đây. Cô dám bước ra khỏi nhà đi, tôi sẽ đập đôi nhà yên cương. Vậy thì mình ly hôn đi. Cô nói cái gì? Mình ly hôn đi. Ra ngoài đi. Ủa chứ đứng đây hả? Đem cháo ra cho nó nè. Đi. À, gì đâu buồn. Trời ơi, chừng nào trời mới hết mưa ta? Trời ơi, thì trời cũng mưa. Khi nào mà hết mưa thì lắm tự tạnh thôi, chứ mà lẽ mưa hoài. Thôi đừng có buồn nữa, nó nghe nè. Tôi mới tìm cho bà được mấy cái lớp dạy kèm nè, lương cao lắm nha, tham khảo thử đi, đi làm kiếm tiền nha. Ăn đi rồi bắt đầu tìm việc làm. Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ là việc làm là có rồi nè đó. Mình ăn đi, mình có sức hiểu không, mình mới đi làm rồi mình có sức mình ly hôn. Ê nặng ngọn lời, nói gì mà nói điên đó.
khùng vì nói bản thân mình là một người có tri thức, ngồi bút sáng tạo. Nói cái gì? Thôi, cái chuyện ly hôn á tính sao đi, giờ ăn cho có sức. Rồi á lúc nào mình bình tĩnh á, lúc đó mình suy nghĩ tới. Trời, chị nghĩ gì nữa? Không lẽ cứ hả nhịn nhục rồi để bị đánh hoài vậy? Bác cũng là người mà nó phải đồ vật đâu mà không biết đau. Em nói thiệt với chị luôn, em lại không có chấp nhận đàn ông mà vũ phu mà đánh vợ vậy đâu. Mấy cái người mà gia trưởng ở nhà mà đánh như vậy là phải bị tiệt chủng, bị tiêu diệt. Trời ơi, bức xúc giùm thôi. Mà nói nghe nè, tôi thấy bà tiều tụy vậy không có được. Đây nè, mua cho bà ít quà nè. Chịu khó mình dưỡng da, mình chăm sóc bản thân mà đi. Mình có buồn nhưng mà mình cũng phải đẹp, đúng không? Trong mọi tình huống chứ đâu có phải là vì cái chuyện này á, rồi cái hả mình không có để ý tới bản thân, rồi buồn, rồi cái tâm của mình buồn, rồi cái ở ngoài những cái mặt mình không có miếng sức sống nào hết trơn. Nè, đẹp nè, đó thấy không? Đẹp nè, có đang buồn không? Sao mặt xấu quá vậy? Trời, tập mày hát quá. Nói cái gì mà tiêu cực quá. Nói làm sao cho người ta hết buồn. Thôi đừng có buồn nữa, giờ lo làm đẹp, ăn uống cho đàng hoàng đi. Mà nói thiệt ra, hôn nhân không phải là cái chuyện mà muốn nghĩ gì là nghĩ, muốn làm gì làm. Bản thân mình chọn hôn nhân rồi, mình phải có trách nhiệm với nó. Mà mình chọn có con rồi là mình phải sống vì con mình, chứ phải sống vì mình nữa, mình tạo ra nó mà. Không có đứa trẻ nào mà nó muốn sinh ra trong một gia đình khuyết người này hay là thiếu người kia hết trơn á. Trời ơi, bản thân nó đi học vậy, nhiều khi tội nghiệp, bạn bè không chọc cũng được nữa, nhưng mà nó sẽ tuổi, nó thấy ba mấy đứa kia có bà đó, nó không có thấy tội nghiệp không. Thì mấy năm qua em cũng ráng em sống gì với hoài đó chứ, em mới chịu nổi tới chừng này. Còn giờ rồi làm sao? Rồi giờ cố gắng nhịn nhục nữa. Trời ơi, vừa phải thôi, mình đừng có cố chấp, cố gắng nhịn nhục có ngày thành quá cố đó. Thôi, cái miệng nó thiệt á, lời đúng không? Thần kinh nó không có bình thường. Phải chị ơi, em nói thiệt là thật sự là bản thân em nha, sâu sắc trong con người em là em cũng không có ủng hộ cái việc mà ly hôn, chị hiểu không? Em không có sâu sắc, con người em không có sâu sắc, em đừng có dùng từ sâu sắc. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ cái chuyện này cái chuyện bình thường. Nếu như mà mình sống với nhau không có hợp thì bây giờ mình ly hôn, cái chuyện này rất bình thường. Xong rồi người ta cũng tái hôn đại đường, chị ơi. Cái gì mà tái hôn ly hôn cái gì, bây giờ mình không có nói tới chuyện đó, cái từ từ. Trời ơi, ly hôn một ngày hai bữa là ly hôn được hả? Có nghĩ tới chuyện mà ừ mẹ đơn thân dễ lắm, nói thì dễ mà làm thì khó. Bây giờ em tưởng tượng em đang đi làm mà cô giáo gọi điện á, trời ơi con chị bệnh rồi, rồi giờ sao, ai chạy về ba đầu sáu tay hay gì, lỡ con có chuyện gì mà bản thân mình phải đi làm thì ai lo hả? Rồi kinh tế của em có đủ lo cho đứa con của em không? Rồi đơn thân, cái miệng á. Thì bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ sự việc nó vậy đó, nếu như mà mình không có cố gắng á, mình giải quyết làm sao mình biết mình bước qua được hay không? Lẹ lắm, mà lanh lắm. Cái đó là cái gia đình của bà, mà suy nghĩ kỹ chưa, cái này chuyện gia đình ta. Mà nói gì đúng rồi á. Thấy em là em thương bà Nguyệt. Em nói thiệt là em là thấy tình hình bà vậy là em không có bao giờ để bà phải vất vả hết. Có bạn giới thiệu luôn. Cái gì? Trời ơi, ông này là nhà view biển bố làm to. Ok lắm chị. Em nói thiệt nè Hương. Dạ? Đừng có vô tri. Đi lên trên lầu coi mấy đứa nhỏ ngủ chưa. Giờ này mày nói cái gì vậy? Ê mà không có ý định tái hôn á. Có hình như này nè. Ê! Tối gửi mail. Ủa, cái con nhỏ này thiệt sự luôn á. Ăn đi. Ăn đi cho đỡ buồn. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Tủ. Tủ. Bây giờ muốn làm sao? Muốn gì? Bạn bè thân biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ gặp hoạn nạn vậy ông giúp tôi hả? Ủa cái đó là cái chuyện của ông, muốn giúp sao giúp được. Dù sao á, con bé Hoài á, nó cũng là con của tôi. Hiện tại nó đang ở bên nhà của ông. Thì tôi biết là như vậy, nhiều khi cũng muốn giúp ông lắm. Nhưng mà Hương á, canh chừng bé Hoài 24/24. Lâu lâu tôi muốn lén, tôi rước bé Hoài qua gặp ông cũng đâu có được đâu. Bây giờ tôi nè, bị coi là kẻ địch của hội chị em phụ nữ luôn á. Nhưng mà bé Hoài á, nó là con của tôi. Nếu mà không cho tôi gặp nó á, vậy là phạm pháp á.
Đó là có chuyện của gia đình ông. Bởi tôi nói rồi, cái chuyện vợ chồng ông cãi nhau á thì vợ chồng tự giải quyết thôi. Lâu bé hoài vô nó có biết cái gì đâu. Tội nghiệp nó. Thì đó. Rồi bây giờ ví dụ như tôi giúp ông, tôi đem bé hoài qua gặp ông, rồi ông sẽ nói gì với nó? Không lẽ nói giờ ba với mẹ ly dị rồi? Tại vì cái lúc mà nóng giận á, xong tôi lỡ miệng nói ly dị thôi chứ tôi đâu có muốn đâu. Ông không muốn nhưng mà giờ Nguyệt đã viết đơn ly dị luôn rồi. Cái gì? Ừ. Thôi đi. Làm gì có. Thiệt. Thôi chị em phụ nữ nói cho tôi biết á. Không có đâu. Nguyệt còn giận tôi á, cho nên mới vậy thôi à. Chứ không có muốn ly dị với tôi đâu. Thật ra ông cứ sắp xếp á, cho tôi gặp bé Hoài đi. Sau đó là mọi chuyện sẽ ổn thỏa à. Thì tôi nói rồi đó, chuyện của ông với Nguyệt cãi nhau á, đó là chuyện người lớn. Giờ kéo bé Hoài vô nó còn nít biết cái gì đâu. Rồi sao ông không nghĩ là cái chuyện ông sẽ nói chuyện với Nguyệt như thế nào? Tại thật ra Nguyệt là vợ của tôi, cho nên á, tôi biết tính cổ lắm. Cổ là người rất là cứng đầu. Cho nên á, ông cứ cố gắng sắp xếp cho tôi gặp bé Hoài đi. Chăm sự tôi nhờ ông luôn á. Nha Tú. Ơi, vô đây nha. Rồi rồi rồi, lại đây ngồi đây hả? Thôi con không chịu đâu, con muốn về nhà gặp mẹ à. Không, mẹ là mình gặp mỗi ngày rồi. Ở bữa nay mình gặp ba. Bữa nay ba có quà cho con nữa ha. Đây con ngồi đi. Quân ơi, Quân ơi. Lẹ Quân ơi. Từ nha. Gặp ba vui mà. Nè. Thôi. Thôi. Con có nhớ ba không? Ba nhớ con lắm luôn á. Con cũng nhớ ba. À, ba có làm cái món mà con thích nhất nè. Và ba tự tay nướng gà luôn á. Con ăn đi. Ủa sao vậy con? Ba mẹ nhờ con ở chung nhà nữa. Con không muốn ăn gì hết đâu. Con thấy chưa? Thấy hậu quả chưa? Nít nó nhạy cảm dữ lắm. Ừ, thì tôi biết rồi. Thôi mà con, ba nói con nghe nè. Ba mẹ á chỉ giận nhau có chút xíu à, hiểu không? Rồi mẹ của con sẽ trở về nhà, rồi gia đình của mình á sẽ sống chung với nhau hạnh phúc thôi à. Nha, con đừng có buồn nha. À đúng rồi, ba có mua đồ chơi mới cho con nè. Ôi quá trời đồ chơi đó. Đẹp luôn kìa con. Nè, gấu bông mới nè. Nè, gấu mới nữa nè. Ôi đẹp quá trời luôn á. Bây giờ vậy nè, con đem á đồ chơi mới về bên nhà bển á, nói với mẹ con là ba mua đồ chơi mới cho con nè. Rồi mẹ con sẽ hết giận. Mẹ con hết giận thì mẹ con sẽ tha thứ cho ba. Rồi mẹ con sẽ trở về nhà. Rồi gia đình của mình sẽ sống hạnh phúc với nhau. Đúng không? Đúng rồi con. Con về con nói với mẹ con á là ba còn thương mẹ lắm, còn thương con lắm. Con mà không chịu nói ha, là mai mốt ba mẹ con ly dị, rồi bạn bè sẽ chọc con là con được bị bỏ rơi. Thôi con không chịu, con không chịu. Hoài. 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 Ông nói cái gì vậy? Thì tôi nói mà. Nói gì vậy? Hoài. Sao nói vậy chứ? Hoài. Quân. Ông á, đánh nói cái chuyện người lớn không có liên quan tới con nít mà anh nói cái gì vậy? Anh nói gì đâu. Mà anh nói cái gì mà nó buồn dữ vậy? Vì cũng là con của thằng Quân, phải cho cha con nó gặp nhau chứ. Mà anh nói cái gì? Anh có nói gì đâu. Anh không nói sao nó buồn? Thì có nói xíu mà. Anh nói sao? Ba mẹ con sắp ly vậy rồi đó. Con sẽ bị bạn bè cười chê. Anh nói cái gì vậy hả? Ông có suy nghĩ không? Ông có con không mà nói chuyện với con người ta vậy? Thì... Ra đâu? Nó muốn chút xíu về mét. Mẹ ơi mẹ, mẹ muốn bỏ ba hả? Mẹ đừng bỏ con nha, con sẽ đi theo mẹ. Thank you.